Công ty Siberian OLED, thương hiệu toàn cầu cung cấp các sản phẩm bảo vệ sức khỏe sắc đẹp có trụ sở tại Liên bang Nga. Nhà máy sản xuất của Siberian OLED nằm ở trung tâm Siberia, một vùng đất độc nhất vô nhị với khí hậu khắc nghiệt, nơi vẫn còn lưu giữ những bí mật hàng nghìn năm của các nền văn minh cổ đại. Trong quá trình nghiên cứu và sản xuất, các nhà nghiên cứu của Siberian OLED luôn cố gắng đưa tất cả sức mạnh của Siberia vào từng sản phẩm, đó là những thảo mộc độc đáo còn nguyên những dưỡng chất và tinh túy nhất của tự nhiên. Bên cạnh việc đưa ra các sản phẩm không chứa phụ gia độc hại như sunfat, phthalate, paraben, công ty này còn đầu tư vào quy trình sản xuất hạn chế chất thải khi trang bị các thiết bị tiên tiến nhất như hệ thống lọc nước và không khí đa tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO, GMP, FDA, HACCP và công nghệ đóng gói xanh sử dụng các vật liệu có tính tự hủy sinh học nhằm hạn chế các chất thải ra môi trường tự nhiên. Với hơn 300 loại sản phẩm khác nhau và có mặt ở hơn 60 quốc gia trên 3 châu lục, các trung tâm bán hàng được mở tại 26 quốc gia, bao gồm châu Âu, châu Á và Nga. Siberian OLED bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2012, tạo cơ hội việc làm cho hàng triệu người. Công tác an sinh, đảm bảo đời sống cho người lao động là một trong những ưu tiên quan trọng của công ty này. Tôi làm việc ở đây thì đã được 5 năm rồi và cũng mới quay trở lại sau thời gian nghỉ sinh bé thứ hai. Và là phụ nữ thì tôi thật sự rất là quan tâm và chú trọng đến những quyền lợi mà bảo hiểm mang lại. Thật sự rất là yên tâm khi mà công tác tại Seven Wellness, bởi vì là tôi được hưởng trọn vẹn cũng như là đầy đủ những cái giá trị mà những tấm thẻ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm về sức khỏe và đặc biệt là bảo hiểm thai sản mang lại. Đấy là cũng là một cái sự khuyến khích động viên mà công ty dành cho chúng tôi, cho nên thật sự rất là yên tâm khi mà công tác tại đây. Sau 2 năm làm việc ở Siberia thì tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích, không những là cho công việc mà ngoài ra còn có cả kinh nghiệm kiến thức về sức khỏe. Tôi làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho nên là hay được đào tạo về kiến thức về sản phẩm này, thì nó liên quan đến chăm sóc sức khỏe thì nó rất là bổ ích cho gia đình. Ngoài ra thì khi làm việc ở tại công ty thì tôi rất là cảm thấy hạnh phúc vì công ty dành rất nhiều chế độ cho công nhân viên với cả anh chị em. Để người lao động mà yên tâm và gắn bó với một doanh nghiệp thì cái chế độ bảo hiểm xã hội là vô cùng quan trọng. Thế nên là nhân viên ở đây thì 100% chúng tôi đóng bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái bảo hiểm về tai nạn cho nhân viên nữa. Và ở đây thì còn thêm một cái nữa là công đoàn. Chúng tôi luôn luôn có cái quỹ công đoàn và nó hoạt động tương đối là mạnh mẽ để cho tất cả các anh chị em đều cảm thấy yên tâm khi cống hiến và yên tâm với công việc mình đã lựa chọn. Tại Việt Nam, Siberian Wellness cung cấp các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, chăm sóc răng miệng, mỹ phẩm và sản phẩm cho trẻ em. Trong 10 năm có mặt tại Việt Nam, công ty đã có những đóng góp tích cực tới sự phát triển của đất nước bằng việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao và giúp hàng nghìn người Việt Nam có thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tính từ năm 2017, số lượng tư vấn viên của công ty đã tăng gấp 20 lần. Cùng với sự tăng trưởng về doanh số, quy mô, những đóng góp của Siberian Wellness cho ngân sách Việt Nam cũng tăng hàng năm. Đời sống của đội ngũ nhân viên vì thế cũng ngày càng được nâng cao. Ngoài thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc thì công ty còn mua cho nhân viên một cái thẻ bảo hiểm sức khỏe. Cái này là thuộc về tư nhân. Đối với mình ấy, thì mình thấy cái bảo hiểm sức khỏe này nó khá là hữu dụng vì nó mang lại cho mình nhiều cái sự lựa chọn về nơi khám chữa bệnh này, với những cái dịch vụ tốt hơn và những cái quyền lợi và mức chi trả cũng cao hơn. Ví dụ như tháng trước thì mình có sử dụng cái bảo hiểm sức khỏe này cho đi nhổ răng, thì mình thấy là những thẻ bảo hiểm khác như là y tế thì hoàn toàn là không có chi trả cho cái vấn đề về răng miệng. Tuy nhiên thì bảo hiểm sức khỏe này thì có chi trả cũng khá là ổn. Ví dụ như là mình nhổ hai răng thì khoảng tầm 4 triệu, nhưng mà hoàn toàn là cái thẻ bảo hiểm này nó chi trả hoàn toàn và mình thấy là khá là hài lòng. Ngoài bảo hiểm y tế xã hội thì công ty còn có mua thêm cho nhân viên là bảo hiểm sức khỏe, thì những cái đó thì khiến cho anh chị em chúng tôi là yên tâm làm việc. Ngoài ra tôi cảm thấy rất là hạnh phúc
thì được công ty rất là quan tâm. Công ty nó giống như là một ngôi nhà thứ hai, thế cho nên là cái tinh thần làm việc và cái sự cống hiến của nhân viên là rất quan trọng. Chính vì vậy thì tại Seven Health chúng tôi thì luôn luôn muốn tạo ra cái tiêu chí là nhân viên sẽ luôn luôn sáng tạo, cống hiến và họ phải thấy hạnh phúc với môi trường làm việc này. Và để làm được việc đó thì chúng tôi luôn luôn tạo ra những cái gắn bó mật thiết giữa các nhân viên, bởi vì chúng tôi gắn bó với nhau hơn 8 tiếng một ngày, thậm chí hơn cả người thân. Và bên cạnh đó là những cái hoạt động như là team building, rồi hàng tháng có thể là tổ chức ăn uống với nhau để cho mọi người gắn kết, trao đổi về công việc dễ hơn. Công ty 100% vốn nước ngoài của Nga ấy, và làm việc thứ nhất là rất là tuân thủ pháp luật, tuân thủ tuyệt đối pháp luật. Cái thứ hai là mang lại cái môi trường làm việc tốt, mang lại cái cơ hội để giúp cho khách hàng thì được sử dụng những sản phẩm tốt và giá hợp lý. Những cái đối tác của tập đoàn thì họ có một cái cơ hội để có thể nâng cao chất lượng cuộc sống. Đấy, và trong vòng 9 năm công ty vào Việt Nam này thì bây giờ có hàng trăm người đấy, họ đã có một cái cuộc sống rất tốt, có cái thu nhập tốt. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua đã khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa hợp tác với Việt Nam. Hai bên cùng nhất trí thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, khẳng định duy trì đà hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và có thế mạnh. Các bộ ngành hai bên được đề nghị sớm tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, vận tải, tiếp tục nỗ lực tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đồng thời sớm khôi phục hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh đó, Việt Nam là một trong những thị trường phát triển mạnh của Seven-Eleven. Số lượng sản phẩm nhập vào Việt Nam cũng tăng đáng kể. Nhờ những đóng góp tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam, năm nay, Seven-Eleven đã được vinh danh trong top 10 thương hiệu mạnh của ASEAN. Siberian Wellness là công ty cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khỏe uy tín của Nga. Sau 26 năm, công ty chúng tôi đã có mặt trên 60 quốc gia, có trên 300 sản phẩm độc quyền tại các vùng lãnh thổ. Sản phẩm của chúng tôi đều được người dân đón nhận và tin tưởng. Việt Nam cũng là một thị trường như thế. Việt Nam là một thị trường trọng điểm của các doanh nghiệp Nga. Trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu của thủ đô Nga với các địa phương Việt Nam đạt mức tăng trưởng rõ rệt so với năm 2020. Các sản phẩm của Nga cũng luôn được đánh giá cao và ưa chuộng tại Việt Nam. Siberian Wellness là một trong những doanh nghiệp Nga về mức đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước Việt Nam. Bên cạnh nỗ lực vì mục tiêu an sinh xã hội, đảm bảo đời sống sức khỏe cho người lao động, đơn vị này cũng tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng và chú trọng đến giáo dục nâng cao nhận thức cho giới trẻ về bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng rừng và trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình thuộc dự án trao tặng 100 hectare của bạn cho hành tinh của chúng ta do Quỹ Bảo vệ Môi trường Thế giới quanh bạn phát động trên toàn thế giới. Dự án mong muốn truyền tải những thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường vì cộng đồng. Các sản phẩm tại Việt Nam đều được nhập khẩu trực tiếp từ Nga và đạt tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe ở cấp quốc tế ISO, GMP, FDA, HACCP, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi kiểm soát và đảm bảo quy trình chặt chẽ ở giai đoạn sản xuất, từ mua nguyên liệu thô đến vận chuyển, đóng gói và bán sản phẩm. Hoạt động sản xuất của chúng tôi đề cao việc bảo vệ môi trường và cam kết không thử nghiệm trên động vật.